Chiều ngày 3 tháng 7, tại sân bóng đá Đông Đô, Hà Nội, Đoàn Thanh niên Vietinbank đã tổ chức giải bóng đá giao hữu Cúp Sống Khỏe năm 2020. Giải bóng đá lần này có sự tham gia của 4 đội bóng đến từ Đoàn Thanh niên các đơn vị, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu Bộ Công an, Ngân hàng Trung ương và Vietinbank. Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Kiên Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietinbank đã nhiệt liệt chào mừng 4 đội bóng tranh tài tại giải bóng đá lần này. Đồng chí tin tưởng rằng sự thành công của Cúp Sống Khỏe lần này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào thể thao quần chúng, phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các chiến sĩ, cán bộ, đoàn viên thanh niên các đơn vị trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Ngay sau lễ khai mạc, 4 đội bóng đã tạo nên những trận cầu sôi động, hấp dẫn, cống hiến với nhiều đường chuyền hay, nhiều pha bóng và bàn thắng đẹp. Kết quả chung cuộc, đội Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã xuất sắc giành giải nhất. Giải nhì thuộc về đội Ngân hàng Trung ương, đội Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế Buôn lậu, Bộ Công an và Vietinbank đồng giải ba. Giải bóng đá giao hữu Cúp Sống Khỏe năm 2020 đã thành công tốt đẹp, tạo nên một sân chơi bổ ích, lành mạnh để nâng cao thể chất, rèn luyện sức khỏe cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời, giải đã tạo môi trường giao lưu văn hóa, góp phần kết nối, xây dựng, thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị tham gia. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.